Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 16 của bộ truyện có tiêu đề Xác chết loạn giang hồ của tác giả Ngoã Long Sinh qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Kim Hoa phu nhân chỉ lo xảy chuyện xung đột với người là cho phái Võ Đường có cơ hội thủ lợi. Mụ thấy gã kia chưa muốn động thủ ngay là hay lắm nên cũng không ngăn trở. Mụ quay lại đưa mắt nhìn Vũ Văn Hàn Đào và Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Chúng ta đi thôi." Đoạn mụ cất bước đi trước. Tiêu Lĩnh Vũ đưa mắt lướt qua Vân Dương Tử cùng Vô Vi Đao Trưởng muốn nói lại thôi. Chàng chờ gót đi sau Chu Triệu Long. Triển Diệp Thanh đột nhiên lớn tiếng quát: "Vũ Văn Hàn Đào, đứng lại đi." Vũ Văn Hàn Đào dừng bước quay lại hỏi: "Triển huynh có điều chi dạy bảo?" Triển Diệp Thanh lạnh lùng hỏi lại: "Ngươi cũng định đi ư?" Vũ Văn Hàn Đào đáp: "Nếu triển huynh muốn tư giáo mấy chiêu tuyệt học thì tại hạ xin ở lại hồi tiếp." Triển Diệp Thanh đột nhiên tiến lại gần ba bước, thanh kiếm để trước ngực, gã cười lạt hỏi: "Trong nhà chật hẹp, chúng ta ra ngoài tỉ đấu hay hơn?" Vũ Văn Hàn Đào tay trái vẫn xách cái dương dát vàng xoay lại trước mắt nói: "Tại hạ dùng cái dương này để thử những môn tuyệt học của phái Võ Đường." Rồi lão cất bước tiến ra ngoài. Vân Dương Tử nghiêm nghị nói: "Sư đệ, về đi." Triển Diệp Thanh dừng bước lại hỏi: "Sư huynh có điều chi dạy bảo?" Vân Dương Tử đáp: "Thà để khách vô nghĩa, chứ Võ Đường ta không thể thất tín với người. Bữa nay trao đổi dược vật, không nên ép người động thổ." Lão đảo mắt nhìn Vũ Văn Hàn Đào nói tiếp: "Xin Vũ Văn huynh tùy tiện. Qua bữa nay rồi chúng ta gặp nhau ở đâu sẽ thanh toán nợ nần ở đó." Vũ Văn Hàn Đào cười ha hả nói: "Hay lắm, hay lắm. Tiểu đệ sẵn sàng chờ đợi bất cứ lúc nào." Rồi hắn đi theo sau Kim Hoa phu nhân, rảo bước ra khỏi cửa đi luôn. Chủ Triệu Long khẽ hỏi: "Chúng ta mình mang báu vật, không nên để xảy ra chuyện gì. Phải về Bách Hoa Sơn Trang sớm đi. Không hiểu ý kiến phu nhân cùng Vũ Văn huynh thế nào?" Kim Hoa phu nhân cười khanh khách hỏi: "Sao, ngươi sợ ta đem tranh Ngọc Tiên Tử và sách Tam Kỳ Chân Quyết về Miêu Cương chăng?" Chu Triệu Long nghe mụ nói thế thì chấn động tâm thần, bụng bảo dạ: "Mụ nữ ma này thâm độc xảo trá, còn việc gì mụ chẳng dám làm." Miệng gã mỉm cười đáp: "Phu nhân lại nói giỡn rồi." Kim Hoa phu nhân nói: "Phen này ta tiến vào Trung Nguyên, một là muốn coi danh sơn thắng thủy, hai là muốn biết nhân vật võ lâm Trung Nguyên. Bây giờ dù Chu huynh có bảo ta về Miêu Cương, ta cũng khó lòng tuân theo được. Vậy Chu huynh cứ yên lòng." Mụ nói mấy câu này bằng vẻ dịu hiền mà thực ra làm cho Chu Triệu Long khó chịu. Chu Triệu Long mắng thầm: "Ghê cho người đàn bà thâm mưu ác độc." Nhưng ngoài mặt gã vẫn tươi cười hỏi: "Phu nhân là một vị cân quốc anh hùng, chuyến đông du này tất nổi danh ở Trung Nguyên một cách dễ dàng. Người thiên hạ chẳng ai là không thích được kẻ khác tâng bốc." Kim Hoa phu nhân nghe Chu Triệu Long tán dương, bất giác mặt mày hớn hở nói: "Chu nhị trang chúa thật khéo khoa trương. Ta có phong thanh Thẩm đại trang chúa, ngoài việc liên minh với ta cùng Vũ Văn tiên sinh, còn một cao nhân ở ngoài quan ải, không hiểu nhân vật đó là ai." Chu Triệu Long mỉm cười đáp: "Cái đó tiểu đệ cũng không rõ, khi về trang phu nhân hỏi lại đại trang chúa sẽ biết hết nội tình." Kim Hoa phu nhân cười hỏi: "Giữa Chu huynh và Thẩm Mộc Phong tuy kêu bằng huynh đệ, mà thực ra Chu huynh kính sợ Thẩm đại trang chúa như sư phụ phải không?" Chu Triệu Long mắng thầm: "Thật là giọng lưỡi khắc bạc." Nhưng ngoài miệng gã tươi cười đáp: "Những nhân vật Trung Nguyên xưa nay vẫn có tôn ti trật tự, huynh đệ không phải là khiếp sợ." Kim Hoa phu nhân quay lại hỏi Tiêu Lĩnh Vũ: "Tiểu huynh đệ, có phải tiểu huynh đệ cũng sợ Thẩm Mộc Phong lắm không?" Tiêu Lĩnh Vũ dương cặp lông mày lên đáp: "Bọn tiểu đệ lấy nghĩa làm đầu, vậy tôn vinh bậc tôn trưởng là lẽ đương nhiên." Kim Hoa phu nhân cười nói: "Hãy cho ngươi biết cung kính bậc tôn trưởng." Đột nhiên mụ dừng bước lại, im lặng. Mụ ngẩng đầu trông ra đã thấy gã thiếu niên áo lam sấn vào căn nhà tranh vừa rồi, lưng đeo trường kiếm, đứng giữa đường, hai mắt ngó lên trời ra chiều ngạo nghễ. Hai bên gã là hai đồng tử áo xanh chừng 14-15 tuổi, gã mé tả chống kiếm, gã mé hữu ôm đờn. Vũ Văn Hàn Đào nói: "Gã này mới quật khởi trong võ lâm được hơn năm nay mà danh vang thiên hạ. Gã cũng mang tên Tiêu Lĩnh Vũ,
phu nhân chớ nên coi thường. Kim Hoa phu nhân quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi: Tiểu huynh đệ, phải chăng huynh đệ đội tên giả, không thì sao lại có thêm một gã Tiêu Lĩnh Vu nữa? Tiêu Lĩnh Vu đáp: Trong thiên hạ nhiều người trùng tên trùng họ, cái đó có chi là lạ. Thiếu niên áo lam dường như bị châm chọc, gã đang nhìn trời đột nhiên quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu hỏi: Sao, ông bạn cũng tên là Tiêu Lĩnh Vu ư? Tiêu Lĩnh Vu đáp: Đúng thế, tiểu đệ là Tiêu Lĩnh Vu thật sự đây. Gã áo lam cười nhạt hỏi: Vậy kẻ nào đã mạo danh? Tiêu Lĩnh Vu cười thầm trong bụng, lẩm bẩm một mình: Đêm hôm trước ngươi quỳ lại linh vị ta ở bờ sông, cầu ta hiện hồn để giúp ngươi hoàn thành hảo sự, bây giờ đứng trước người thật lại nghênh ngang thế này. Nghĩ tới đây bất giác mặt chàng lộ ra một nụ cười. Gã áo lam tức giận hỏi: Ngươi cười gì vậy? Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại: Cười một cái cũng không được ư? Người áo lam sẵn giọng đáp: Không được, nếu ngươi cũng mang tên là Tiêu Lĩnh Vu thật thì bữa nay trong hai người chúng ta đây phải có một kẻ uổng mạng. Tiêu Lĩnh Vu dương cặp lông mày thanh kiếm lên hỏi: Ông bạn muốn liều mạng hay sao? Chúng ta vốn không thủ oán thì tội gì mà tranh thắng đến kẻ sống người chết? Đồng tử ôm kiếm mé tà hỏi: Ai phạm đến danh húy của công tử chúng ta thì chết rồi cũng như còn sống chứ sao? Tiêu Lĩnh Vu mắng thầm: Thằng lõi này lại càng vô lý. Công tử nhà gã mạo xưng tên họ ta mà gã lại bảo ta phạm đến tên húy của chủ gã. Lửa giận bốc lên, chàng cười lạt đáp: Ai chết về tay ai hiện giờ chưa thể biết được, đừng khoác lác vội. Chàng vừa nói vừa tiến về phía trước. Chu Triệu Long đột nhiên vọt mình lên trước ngăn chặn Tiêu Lĩnh Vu, khẽ nói: Xin tam đệ hãy nhẫn nại một chút. Gã quay lại nhìn thiếu niên áo lam chắp tay tự giới thiệu: Tiểu đệ là Chu Triệu Long. Thiếu niên áo lam cười lạt ngắt lời: Tiểu đệ biết rồi, các hạ là nhị trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang. Mấy người quản sự trong quý trang đó đã bị bại dưới lưỡi kiếm của tại hạ. Nếu các hạ muốn báo thủ cho họ thì cùng Tiêu Lĩnh Vu đây động thủ đi. Chu Triệu Long chau mày nghĩ thầm: Trên trốn giang hồ, người ta đồn gã là một tay thủ đoạn tàn nhẫn, mặt lạnh như tiền, xem ra lời đồn quả không ngoa. Chu Triệu Long tâm cơ thâm trầm, gã không muốn hai tên Tiêu Lĩnh Vu chưa rõ chân giả động thủ đánh nhau, đành dẹp lửa giận cười nói: Tiêu đại hiệp nói đúng đó. Gã chưa dứt lời, đột nhiên một con ngựa chạy nhanh như gió xông thẳng tới nơi. Người cưỡi ngựa tay giơ cao cây kim hoa lệnh kỳ, lớn tiếng hô: Đại trang chúa cho đưa có lệnh ra truyền dụ, các vị hãy trở về trang cho lẹ. Tiếng hô chưa dứt thì con ngựa đã xông tới phía sau người áo lam. Bọn đệ tử ở Bách Hoa Sơn Trang trước nay quen thói, trên đường tuy có người, gã cũng không chịu dừng cương xoay ngựa, cứ xông thẳng tới sau lưng gã áo lam. Chu Triệu Long toàn quát thét ngăn cản thì đã không kịp nữa. Gã áo lam xoay mình, tay mặt chuyển động, hàn quang lấp loáng. Tai nghe tiếng người la ngựa thét, đại hán kỵ mã kia đã người lẫn ngựa đều bị chặt làm hai khúc, thay lăn xuống bên đường, máu chảy lênh láng. Lại thấy gã áo xanh hai tay chắp để sau lưng, bảo kiếm đã chà vào vỏ, nét mặt gã lạnh lùng như không có chuyện gì. Gã áo lam rút kiếm ra tay thần tốc, thủ pháp linh lợi, chẳng những Chu Triệu Long chấn động tâm thần mà cả Kim Hoa phu nhân, Vũ Văn Hàn Đào cùng Tiêu Lĩnh Vu cực kỳ kinh hãi. Kim Hoa phu nhân quay lại hỏi Vũ Văn Hàn Đào: Đó là kiếm pháp nào vậy? Vũ Văn Hàn Đào đáp: Tại hạ cũng chưa từng thấy kiếm pháp này bao giờ, chẳng hiểu nó là tuyệt kỹ độc đáp của gia môn nào. Lại nghe người áo lam lạnh lùng hô: Tiêu Lĩnh Vu, ra đây, hay là sợ rồi? Tiêu Lĩnh Vu nói: Nhị ca hãy tránh ra. Người chàng thấp thoáng lướt qua bên Chu Triệu Long rồi quay mình lại. Chu Triệu Long vươn tay ra nắm không được, bất giác giật mình kinh hãi hỏi: Đây là thân pháp gì mà nhanh như chớp lại kỳ bí khôn lường? Kim Hoa phu nhân chau mày khẽ bảo Vũ Văn Hàn Đào: Bản lãnh Tiêu Lĩnh Vu rất cao thâm, e rằng Chu Triệu Long còn kém xa gã, cứ coi thân pháp chuyển động của gã đã thấy chỗ thâm diệu về môn võ công thượng thặng. Vũ Văn Hàn Đào nhe răng cười. Tiêu Lĩnh Vu dường như được Thẩm Mộc Phong rất sủng ái, nếu gã bị bại dưới lưỡi kiếm của Tiêu Lĩnh Vu kia, tất Thẩm Mộc Phong chẳng chịu bỏ qua. Kim Hoa phu nhân vội đáp: Hay lắm, hay lắm. Mụ bay qua đầu Chu Triệu Long, hạ mình xuống sau lưng Tiêu Lĩnh Vu cách chừng 4-5 thước, mụ nói: Tiểu huynh đệ cứ vững tâm động thủ, đã có tỷ tỷ ở trên đây. Tiêu Lĩnh Vu từng thấy thân thủ gã áo lam rất ghê gớm, chàng chú ý tình hình, không nghĩ gì đến chuyện bên ngoài, tay phải rút trường kiếm ở sau lưng thủ thế chờ đợi. Tuy chàng nghe Kim Hoa phu nhân nói mà không muốn phân tâm trả lời.
Gã áo lam chân bước chẳng thành chữ đinh, cũng không ra chữ bát. Hai luồng nhãn quang lạnh lùng chiếu ra ngõ Tiêu Lĩnh Vu, mặt y sát khí dày dày. Hai bên đứng đối lập hồi lâu, gã áo lam vẫn chưa rút kiếm. Tiêu Lĩnh Vu không nhịn được hỏi: sao các hạ chưa rút kiếm tấn công? Gã áo lam không lý gì đến câu hỏi của Tiêu Lĩnh Vu, đang dương cặp mắt tròn xoe ngó chàng từ trên xuống dưới. Dường như gã muốn quan sát tư thế của Tiêu Lĩnh Vu để kiếm chỗ sơ hở đặng phóng một chiêu chí mạng. Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm để tụ chân khí, người áo lam vẫn chưa chịu rút kiếm. Có điều làn sát khí bao phủ trên mặt mỗi lúc một dày. Kim Hoa phu nhân dường như đã nhận ra hai bên đều vận quá 10 thành công lực và đang tìm chỗ sơ hở của đối phương. Khi họ ra tay tất là ghê gớm, đến một người phải chết. Mộ quan sát tình thế hồi lâu cũng chẳng tìm ra chỗ nào để mình hạ thủ thì không khỏi chấn động tâm thần, nghĩ bụng: té ra hai gã Tiêu Lĩnh Vu này đều là những tay cao thủ mình mang tuyệt kỹ. Tiêu Lĩnh Vu chưa đủ kinh nghiệm đối địch, chàng không biết dùng sức để tự bảo vệ, lại dồn chân khí ra khắp bách thể. Hai bên nếu còn giữ tình trạng kiên trì này, tất chàng phải mạo hiểm động thủ trước, nếu không thì chân khí để tụ lại không nơi phát tiết, ngừng trệ lại thành nội thương. Gã áo lam đứng tự nhiên dường như không chuẩn bị gì, nhưng nhìn kỹ liền phát giác ra đó là tư thức rất ảo diệu trước khi ra tay. Bất luận đối phương tiền chiều vào chỗ nào, gã đều có thể phản kích cực kỳ lợi hại. Bầu không khí trong trường vô cùng khẩn trương, cơ hồ nghẹt thở. Hai bên giằng co trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà. Đột nhiên Tiêu Lĩnh Vu toàn thân run lên, mặt đỏ như gấc, vạt áo không gió của chàng lay động. Nét mặt của người áo lam mỗi lúc một nghiêm trọng. Cầm đồng và kiếm đồng thấy tình thế khác thường đã từ từ lui lại phía sau. Tiêu Lĩnh Vu vẫn không tìm được chỗ sơ hở của người áo lam, nhưng chàng không nhẫn nại được nữa, đột nhiên dùng tay một cái, kiếm hoa lóe lên, cả người lẫn kiếm xông lại. Người áo lam thân thể mau lẹ tuyệt luân, rút trường kiếm ở sau lưng ra. Hàn quang lấp loáng, kiếm khí mịt mờ, bóng người chuyển động, những tiếng kìm thiết đinh tai nhức óc. Hai bóng người đang cuốn lấy nhau đột nhiên tản ra. Hai người giao thủ một hiệp mau lẹ vô cùng. Chu Triệu Long và Vũ Văn Hàn Đào đều không trông rõ. Lúc định thần nhìn lại, thấy hai người đứng đối lập cách nhau chừng 7-8 thước. Tiêu Lĩnh Vu sắc mặt trước kia đỏ rỡ, bây giờ biến thành lợt lạt, tay chàng còn cầm thanh kiếm gãy. Hai người ngó qua gã áo lam thấy thanh trường kiếm trong tay gã cũng chỉ còn một nửa. Làn sát khí trên mặt đã tiêu tan và lộ vẻ mệt nhọc. Nguyên hai người này giao thủ mấy chiêu chớp nhoáng, kiếm pháp đều cực kỳ thần diệu, công lực cũng ngang nhau, trường kiếm trong tay đều bị gãy cụt. Người áo lam nhìn Tiêu Lĩnh Vu buông kiếm gãy xuống lạnh lùng nói: kiếm pháp của các hạ quả nhiên không phải tầm thường, trong vòng một năm tại hạ sẽ đến Bách Hoa Sơn Trang thỉnh giáo. Gã quay lại bảo tên Tiểu Đồng: chúng ta đi thôi. Rồi vọt mình chạy trước, cầm kiếm Nhị Đồng vội chạy theo gã. Chu Triệu Long thấy thiếu niên áo lam và Nhị Đồng ra đi mỗi lúc một xa, gã trong mày khẽ bảo Vũ Văn Hàn Đào: người đó võ công không phải tầm thường, mà bữa nay để gã bỏ đi thì có khác nào thả hổ về rừng. Vũ Văn Hàn Đào dường như đã hiểu ý câu nói của Chu Triệu Long, liền cười lạt đáp: Chu huynh nên rượt theo giết hắn đi mới là nhổ cỏ trừ rễ. Chu Triệu Long mắng thầm: thằng cha này quả là xảo quyệt. Gã rảo bước thò tay ra lượm cây kim hoa lệnh kỳ dưới đất lên nói: tệ trang chúa đã truyền kim hoa lệnh dụ, tất có việc cần kíp, vậy chúng ta hãy trở về đã. Rồi gã chạy trước dẫn đường. Bốn người hối hả chạy một mạch về đến Bách Hoa Sơn Trang, vào thẳng nhà đại sảnh. Trong nhà đại sảnh đã có nhiều người ngồi. Huyết Sanh Tử Thẩm Mộc Phong đã ngồi ở đầu bàn, thấy bốn người về liền đứng dậy nghênh tiếp. Hắn chắp tay nhìn Kim Hoa phu nhân thi lễ nói: phu nhân cùng Vũ Văn huynh phải một phen vất vả. Kim Hoa phu nhân đáp: bất tất phải khách sáo. Thẩm Mộc Phong hỏi: phu nhân đã lấy được vật trao đổi chưa? Kim Hoa phu nhân đáp: may mà không đến nỗi nhục mạng. Thẩm Mộc Phong hỏi: các vị nhọc mệt trở về đáng lý phải nghỉ ngơi một lúc, nhưng có việc trọng yếu cần các vị tham dự mới được. Hắn ngó thấy Tiêu Lĩnh Vu sắc mặt lợt lạt liền hỏi: tam đệ sao vậy, mệt lắm phải không? Tiêu Lĩnh Vu vừa thở vừa đáp: dọc đường gặp một tay cường địch phải động thủ ác chiến một trận, nhưng thấy kim hoa lệnh dụ của đại ca không dám chần chờ điều dưỡng, chạy về ngay nên chưa hết mỏi mệt. Thẩm Mộc Phong hỏi: dọc đường gặp ai? Chu Triệu Long đáp: Tiêu Lĩnh Vu. Thẩm Mộc Phong hỏi: thắng phụ thế nào? Chu Triệu Long đáp: tam đệ cùng gã động thủ, nội lực chấn động đều đánh gãy kiếm. Thẩm Mộc Phong ngó Tiêu Lĩnh Vu nói: tam đệ mau ngồi xuống điều tức đi. Tiêu Lĩnh Vu đáp:
Đa tạ đại ca. Rồi chàng tìm một chỗ gần đó ngồi xuống. Thẩm Mộc Phong nghiêng mình mời Kim Hoa Phu Nhân và Vũ Văn Hàn Đào ngồi vào khách vị. Đoạn hắn đảo mắt nhìn mọi người trong tĩnh đường mỉm cười nói: bọn họ từ xa đến đây lại không thể đình lại, tại hạ đã cùng phu nhân bắt tay hợp tác nên công khai tuyên bố để tỏ lòng thành, nên mới đưa Kim Hoa lệnh dụ mời các vị về sớm. Kim Hoa Phu Nhân và Vũ Văn Hàn Đào đưa mắt ngó quần hào hỏi: đây lại là những nhân vật nào? Thẩm Mộc Phong cười khanh khách đáp: nếu là hạng người thông thường thì tại hạ chẳng đã hối thúc các vị về sớm. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp: các vị tự giới thiệu đi. Những người này đều vận võ phục, đầu cuốn khăn xanh, đầy mặt phong trần. Mới trông đã nhận ra ngay vừa vượt qua trường độ ngàn dặm. Người thứ nhất ở mé tả đứng lên nghiêng mình thi lễ tự giới thiệu: tiểu tăng là Pháp Tuệ, hiện liệt vào thượng tòa Tam Tăng ở La Hán đường chùa Thiếu Lâm. Kim Hoa Phu Nhân đột nhiên cười khanh khách nói: kiểu báo danh như vậy có thể tùy tiện đặt ra ai mà tin được. Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một chút rồi nói: được rồi, các vị hãy lấy chứng vật ra để làm tin. Đại hán áo đen tự xưng là Pháp Tuệ còn đứng chưa ngồi liền, đẩy tấm khăn bao đầu sang một bên, quả nhiên để lộ cái đầu nhà sư chọc lóc. Pháp Tuệ chắp tay thi lễ rồi ngồi xuống bịt đầu lại. Nhân vật thứ hai đứng lên nói: bần đạo là môn hạ phái Võ Đường. Đoạn rút trường kiếm trong bọc ra đánh xòa một tiếng, y quay mũi kiếm trở lại đưa chuôi kiếm về phía Kim Hoa Phu Nhân. Kim Hoa Phu Nhân nhìn kỹ thì thấy chuôi kiếm có khắc bốn chữ Võ Đường Trì Kiếm. Mụ dương cặp mày liễu lên cười nói: ta coi thấy rồi. Người kia thu bảo kiếm về ngồi xuống, thanh bảo kiếm tra vào vỏ cất vào bụng, lấy áo che đi. Người thứ ba đứng dậy nói: tiểu tăng là môn hạ phái Nga Mi, pháp danh là Từ Chính. Nhà sư thò tay vào bọc lấy cái túi vàng móc ra một vật đặt trên bàn tay. Vũ Văn Hàn Đào gật đầu nói: phải rồi, đây là môn ám khí độc đáo của phái Nga Mi, kêu bằng Tam Long Châu Tiêu. Từ Chính tủm tỉm cười cất tiêu đi ngồi xuống. Người thứ tư đứng dậy nói: bần đạo gửi mình dưới trướng Thanh Thành, đạo hiệu là Mặc Trần. Mặc Trần giơ tay phải lên, tay cầm một thanh kiếm nhỏ hình lá liễu. Vũ Văn Hàn Đào nói: đây là thanh liễu diệp kiếm của phái Thanh Thành, đạo huynh có địa vị khá cao ở phái đó. Mặc Trần đáp: đa tạ Vũ Văn huynh quá khen. Rồi từ từ ngồi xuống. Người thứ năm kế tiếp đứng lên, tay phải vòng lại, tay trái đẩy ra nói: tại hạ là Kim Côn Ngũ, môn hạ phái Côn Luân. Vũ Văn Hàn Đào nói: các hạ dùng thiên định trưởng pháp, đại khái đúng là đệ tử phái Côn Luân. Người thứ sáu đứng dậy tự giới thiệu: tại hạ ẩn mình trong cái bang. Tay mặt y cầm mũi kim tiền giơ cao lên. Vũ Văn Hàn Đào sửng sốt: tại hạ thất kính mất rồi, huynh đài là một trong bốn vị đại trưởng lão cái bang. Đại hán cười mát đáp: Vũ Văn huynh dạy quá lời. Đoạn từ từ thu kim tiền về ngồi xuống. Người thứ bảy lùn tịt đứng lên chưa đầy bốn thước, cất giọng lạnh lẽo nói: đột nhiên Thẩm Mộc Phong khoát tay không để những người còn lại giới thiệu nữa. Hắn đứng dậy hỏi: phu nhân coi đủ rồi chứ? Kim Hoa Phu Nhân gật đầu đáp: tài năng của Thẩm Đại Trang Chúa khiến cho tiện thiếp kính phục vô cùng. Những vị còn lại chắc cũng là người nằm trong vùng các môn phái. Thẩm Mộc Phong nói: đúng thế, biết người biết mình đánh đâu được đó. Trong các môn phái khắp thiên hạ đều có người của Thẩm Mỗ trà trộn vào. Bất luận tình thế Võ Lâm biến đổi ra sao, tình hình các phái lớn thế nào, tại hạ đều nhìn rõ như trong lòng bàn tay. Hắn ngừng lại một chút rồi vẫy tay nói tiếp: hiện giờ trong Võ Lâm tình thế khẩn trương, các vị không nên ở đây lâu, vậy xin khởi trình ngay đi. Quần hào trong sảnh đường nghe nói từ từ rút lui, chỉ trong khoảnh khắc đã giải tán hết. Nhà đại sảnh rộng rãi chỉ còn lại 5 người là Thẩm Mộc Phong, Chu Triệu Long, Kim Hoa Phu Nhân, Tiêu Lĩnh Vu và Vũ Văn Hàn Đào. Thẩm Mộc Phong chú ý nhìn Kim Hoa Phu Nhân nói: việc thẩm mẫu cho người vào nằm vùng trong các phái, trên đời không người thứ hai nào biết. Bữa nay tiểu đệ mượn kỳ hội họp 5 năm một lần đem ra công bố với phu nhân cùng Vũ Văn huynh để chứng minh tiểu đệ đã chân tâm hợp tác. Kim Hoa Phu Nhân nói: Thẩm Đại Trang Chúa cho người vào nằm vùng trong các môn phái thật là thâm mưu viễn lự, tiện thiếp rất khâm phục. Nay bọn họ đều giữ địa vị trọng yếu, tất nhiên Thẩm Đại Trang Chúa có chỗ đại dụng. Thẩm Mộc Phong hỏi: đối với phu nhân cũng vậy chứ khác gì? Hắn đằng hắng một tiếng rồi hỏi: phu nhân đã điều tra các vật trao đổi chưa? Vân Dương Tử là tay xảo quyệt, không nên coi thường. Kim Hoa Phu Nhân cười đáp: đã nhận xét cả rồi, chắc không lầm được. Mụ lấy cuốn Tam Kỳ Chân Quyết và bức họa Ngọc Tiên Tử ra nói tiếp:
xin thẩm đại trang chúa thu lấy cuốn Tam Kỳ Chân Quyết này, còn bức họa Ngọc Tiên Tử thì... Thẩm Mộc Phong vội ngắt lời: bức họa Ngọc Tiên Tử đã thuộc quyền sở hữu của phu nhân, còn nhắc đến làm chi nữa. Hắn giơ tay mặt lên nói tiếp: tam đệ giữ lấy cuốn sách này. Tiểu Lĩnh Vũ giả vờ điều dưỡng, nhưng lúc những người nằm vùng ở các môn phái lớn tự giới thiệu, chàng đã chú ý lắng tai nghe, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi. Bây giờ Thẩm Mộc Phong kêu gọi chàng mở bừng mắt ra, đưa tay ra cuốn Tam Kỳ Chân Quyết. Tiểu Lĩnh Vũ toàn tìm lời từ chối thì Thẩm Mộc Phong đã lên tiếng: cuốn Tam Kỳ Chân Quyết này là của chung giữa Bách Hoa Sơn Trang, Kim Hoa Phu Nhân và Vũ Văn Huynh. Vậy tam đệ cất cho cẩn thận, nếu thất lạc là trách nhiệm tam đệ nặng lắm đó. Tiểu Lĩnh Vũ đành vâng dạ cất sách đi. Kim Hoa Phu Nhân thu lấy bức họa Ngọc Tiên Tử, chú ý nhìn Tiểu Lĩnh Vũ nói: Tiểu huynh đệ là người kín đáo, kiếm thuật tinh thông, ít kẻ bì kịp. Thẩm Mộc Phong ngắt lời: tại hạ chưa được nghe đầu đuôi những chuyện xảy ra, bất luận vị nào kể cũng được. Những người võ đường phó ước ngoài Vân Dương Tử còn những ai nữa? Vũ Văn Hàn Đào cười đáp: Trung Nam Nhị Hiệp và một vị tục gia đệ tử phái võ đường. Thẩm Mộc Phong hỏi: Trung Nam Nhị Hiệp cũng tham dự vào việc thị phi này ư? Vũ Văn Hàn Đào đáp: đúng thế, tiểu đệ đã khuyên hai người đó, nhưng họ vẫn dấn thân vào nơi nước đục, cũng là một chuyện bất tất. Kim Hoa Phu Nhân hỏi: sao, Trung Nam Nhị Hiệp đều là tay đáo đệ? Vũ Văn Hàn Đào đáp: Trung Nam Nhị Hiệp vang danh 30 năm trên trốn giang hồ, người ăn mặc theo kiểu văn nhã đó là Cát Thiên Nghi, sử dụng quạt phong hỏa nan bằng sắt, chẳng những chiêu thuật tinh luyện, biến hóa vô cùng, mà trong quạt còn ngấm ngầm dấu nước lửa và ám khí tuyệt độc. Ngót 30 năm họ đã độc bộ võ lâm, chưa gặp ai là địch thủ. Nếu hai người đó hết sức viện trợ phái võ đường thì đúng là hai tay kình địch. Kim Hoa Phu Nhân cười lạt nói: đã vậy thì bản nhân phải tỉ đấu với họ một phen. Mụ dừng lại một chút, đảo mắt nhìn Vũ Văn Hàn Đào hỏi: bản nhân muốn phiền Vũ Văn Huynh một việc được chăng? Vũ Văn Hàn Đào ngấm ngầm trao mày đáp: nếu năng lực của tài hạ làm được sẽ xin hết sức. Kim Hoa Phu Nhân nói: nhân dịp bọn họ chưa kịp đi xa, phiền Vũ Văn Huynh thay mặt tiện thiếp mời Trung Nam Nhị Hiệp sáng mai tương hội ở Bách Hoa Sơn Trang. Vũ Văn Hàn Đào hỏi: phu nhân mời Trung Nam Nhị Hiệp làm gì? Kim Hoa Phu Nhân đáp: tiện thiếp muốn xem rõ cây quạt phong hỏa của Cát Thiên Nghi. Thẩm Mộc Phong cười hỏi: chúng ta chưa chuẩn bị kỹ càng, những người mời cũng chưa đến đủ, tưởng phu nhân nên nhẫn lại một chút nên chăng? Kim Hoa Phu Nhân đáp: ý kiến của tiện thiếp khác với thẩm đại trang chúa, hiện giờ Vô Vi đạo trưởng chưa hoàn toàn phục hồi sức lực, phái võ đường không người lãnh đạo. Sáng sớm mai tiện thiếp đấu với Trung Nam Nhị Hiệp, thắng họ rồi mở cờ gióng trống bắt sống Vô Vi đạo trưởng, bức bách môn hạ phái võ đường phải hàng phục Bách Hoa Sơn Trang. Thẩm Mộc Phong ngắt lời: theo chỗ tại hạ biết thì bọn Vô Vi đạo trưởng Vân Dương Tử đều là những người cao ngạo, dù làm viên ngọc vỡ cũng đành, chứ không chịu làm viên ngói toàn vẹn. Kim Hoa Phu Nhân nói: nếu thế thì chúng ta đoạt tiên cơ mà trừ diệt những người đầu não phái võ đường, để bọn họ như rắn không đầu thì quét sạch sao huyệt cũng chẳng khó gì. Mình có thanh trừ được kẻ uy hiếp bên giường thì mới nhân cơ hội này làm nổi oai danh Bách Hoa Sơn Trang lên được. Tiểu Lĩnh Vũ chấn động tâm thần nghĩ bụng: mụ đàn bà này thật là thâm độc. Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một lúc rồi nói: nếu phu nhân đã đủ cơ trí nắm chắc được phần thắng Trung Nam Nhị Hiệp thì tại hạ xin theo lời, còn người đưa tin phải phiền đến đại giá Vũ Văn Huynh. Kim Hoa Phu Nhân cười nói: cả phái võ đường dường như đều căm hận Vũ Văn Huynh thấu xương tủy, vậy để y tiếp xúc thì Vân Dương Tử cùng Trung Nam Nhị Hiệp quyết không từ chối. Thẩm Mộc Phong nói: Trung Nam Nhị Hiệp oai danh lừng lẫy giang hồ mấy chục năm mà biết được lời khiêu chiến của phu nhân, quyết họ chẳng mượn cớ từ chối. Hắn vẩy tay một cái, một ả nữ tỳ áo xanh chạy vào khom lưng hỏi: đại trang chúa có điều chi dạy bảo? Thẩm Mộc Phong đáp: ngươi nói ta có lệnh cho các trạm ngầm phải theo dõi hành tung của Vô Vi đạo trưởng. Nữ tỳ dạ một tiếng rồi lật đật đi ngay. Lát sau thì trở về nhà đại sảnh nghiêng mình nói: đã phái 18 kỵ mã đem lệnh dụ của đại trang chúa chuyển đi. Thẩm Mộc Phong gật đầu nói: hay lắm, ngươi ra bảo văn phòng viết một phong thư khiêu chiến đưa đến Trung Nam Nhị Hiệp. Ả nữ tỳ dạ một tiếng chạy đi, lát sau ả cầm thư vào. Thẩm Mộc Phong coi qua một lượt rồi đưa cho Kim Hoa Phu Nhân nói: xin phu nhân coi lại, nếu không cần sửa đổi gì thì thụ danh vào, tại hạ lập tức phái người đưa đi. Kim Hoa Phu Nhân coi qua một lượt rồi cầm bút ghi tên họ vào. Thẩm Mộc Phong cầm thơ đưa cho nữ tỳ áo xanh nói: ngươi giao thư này cho quản gia,
bảo ta có lệnh nếu trước giờ Tí đêm nay mà không giao thơ đến tay Trung Nam nhị hiệp được thì đem đầu về phục mạng. Nữ tỳ dạ một tiếng, đón lấy thư chạy đi. Thẩm Mộc Phong thấy nữ tỳ áo xanh ra khỏi sảnh đường rồi, từ từ đứng lên nói: "Phu nhân cùng Vũ Văn huynh cũng nên nghỉ ngơi một lúc, tại hạ không dám quấy nhiễu nữa." Hắn nói rồi rời khỏi nhà đại sảnh. Tiêu Lĩnh Vũ về đến Lan Hoa Tịnh Xá, Kim Lan Ngọc Lan đã chờ đợi ở ngoài cửa đem trà nước vào, hầu hạ rất chu đáo. Tiêu Lĩnh Vũ thò tay vào bọc lấy cuốn Tam Kỳ Chân Quyết ra, chàng để nguyên quần áo nằm xuống giường, bụng bảo dạ. Nghe giọng lưỡi của Kim Hoa phu nhân thì dường như mụ đã có thành kiến. Vô Vi đạo trưởng đối với ta có lòng bảo vệ, Vân Dương Tử có ơn cứu mạng, chẳng lẽ ta tọa thị Điềm Nhiên, bây giờ biết tìm cách gì để thông chi cho các vị đặng kịp thời chuẩn bị. Bỗng thấy Ngọc Lan bưng một cái bát sứ đi vào, đó là bát quế hoa bạch mộc nhĩ vẫn còn hơi nóng bốc lên. Thị nhìn Tiêu Lĩnh Vũ kính cẩn nói: "Tam gia, mời tam gia sơi bát thang quế hoa bạch mộc nhĩ này." Tiêu Lĩnh Vũ trong lòng bối rối đã toàn cự tuyệt, nhưng thấy Ngọc Lan bưng bát thang vẻ mặt quan hoài lại không nỡ, chàng liền cầm chiếc thìa múc ăn và khen: "Ngon quá." Ngọc Lan nói: "Chỉ mong sao vừa miệng tam gia là tiện tỳ được thỏa mãn." Bỗng thấy tấm rèm lay động, Kim Lan đã bưng chiếc khai bạc tiến vào cười nói: "Đầu tóc tam gia rối bù, tiểu tỳ xin trải lại." Tiêu Lĩnh Vũ nhớ ngày trước Khâu Vân Di từng trải đầu cho chàng, chàng khẽ buông tiếng thở dài, lộ vẻ buồn rầu không nói gì. Kim Lan liền cởi búi tóc Tiêu Lĩnh Vũ ra trải đầu lại, còn Ngọc Lan cầm lấy thìa trong tay chàng múc thang đưa lên miệng cho chàng ăn. Tiêu Lĩnh Vũ ăn hết bát thang quế hoa bạch mộc nhĩ thì Kim Lan cũng trải đầu vừa xong cho chàng. Tiêu Lĩnh Vũ chợt nhớ tới Đường Tam Cô, suốt một ngày một đêm chưa được gặp mặt liền hỏi: "Đường cô nương có đến kiếm ta không?" Ngọc Lan ngơ ngác, tay cầm chiếc bát sứ suýt chút nữa đánh rớt, thì ngó Tiêu Lĩnh Vũ đáp không nên lời. Tiêu Lĩnh Vũ nghĩ thầm trong bụng: "Bọn chúng sợ mình thế này, chắc là ta đã hung dữ với chúng, vậy từ nay ta phải tử tế mới được." Chàng liền mỉm cười: "Các ngươi bất tất phải sợ hãi, từ nay ta không nổi nóng với các ngươi nữa." Ngọc Lan nói: "Bọn tiện tỳ được tam gia dìu dắt thoát vòng khổ ải, nguyện suốt đời làm kẻ nô tỳ, dù tam gia đánh mắng cũng lấy làm mãn nguyện. Bọn tiểu tỳ chỉ xin tam gia cho được luôn luôn theo hầu, bất luận bị đại trang chúa trừng phạt thế nào, chị em tiểu tỳ cũng cảm kích vô cùng." Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Được rồi, ta chỉ còn lưu lại Bách Hoa Sơn Trang một ngày nữa, rồi xin cho các ngươi đi theo ta." Ngọc Lan nét mặt tươi lên nói: "Đa tạ tam gia, nếu tam gia rời khỏi trang cũng đem bọn tiểu tỳ đi theo lại càng hay hơn nữa." Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Ta buôn tẩu giang hồ mà đem theo hai cô gái đi theo há chẳng để người ta cười cho ư?" Ngọc Lan đáp: "Nếu tam gia không muốn con gái theo hầu thì bọn tiểu tỳ hóa trang làm thư đồng cũng được." Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Được rồi." Ngọc Lan lại nói: "Tam gia đã ưng cho, nô tỳ xin bái tạ." Thị co gối quỳ xuống. Tiêu Lĩnh Vũ động tâm nghĩ thầm: "Trước nay ta đối với chúng chưa từng nói đùa bao giờ, nay chúng thấy ta ưng chịu đem chúng theo hầu, làm cho chúng hoan hỉ như điên." Chàng chợt nhớ ả nữ tỳ Hà Hoa ở Vọng Hoa lâu bị cụt một tay liền tỉnh ngộ. Chàng từ từ đưa tay ra đỡ Ngọc Lan dậy nói: "Các ngươi cứ yên lòng, ta đã hứa lời quyết chẳng lừa gạt các ngươi." Ngọc Lan bỗng xa lệ cười nói: "Chị em tiểu tỳ xin hết lòng hết sức hầu hạ tam gia." Tiêu Lĩnh Vũ cười nói: "Bất tất phải nhắc lại chuyện này nữa, Đường Tam Cô có đến đây không?" Ngọc Lan chớp mắt cho lệ nhỏ xuống, thị ngó Kim Lan lẳng lặng không nói. Kim Lan khẽ buông tiếng thở dài đáp: "Ngọc Lan muội muội không dám nói, Đường cô nương đã bị đại trang chúa giam cầm vào thạch lao rồi." Tiêu Lĩnh Vũ giật mình kinh hãi hỏi: "Sao? Y Đường nhị trang chúa mời đến kia mà." Kim Lan sợ hãi, người run bần bật vội nói: "Xin tam gia nói khẽ chứ." Tiêu Lĩnh Vũ trấn tĩnh tâm thần hỏi: "Câu chuyện này ra làm sao?" Ngọc Lan nói: "Tam gia nói chuyện với Kim Lan tỷ tỷ, để tiểu tỳ ra canh chừng." Thị đặt cái bát xuống lặng người chạy ra, thân pháp rất mau lẹ, khinh công không phải tầm thường. Kim Lan nói: "Tiểu tỳ không biết rõ tình hình, nhưng dường như có liên quan đến tam gia." Tiêu Lĩnh Vũ biến sắc nói: "Nếu liên quan đến ta thì ta phải hỏi coi mới được." Kim Lan rất đỗi bồn chồn, vội lảng người ra cản Tiêu Lĩnh Vũ lại: Tam gia định hỏi ai bây giờ?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Ta đi hỏi nhị trang chúa." Kim Lan nói: "Đi hỏi thì có làm gì, nhị trang chúa cũng không quyết định buông tha cô ra được." Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Vậy ta đi kiếm đại trang chúa."
Kim Lan lắc đầu nói: Đại trang chúa đã hạ lệnh giam cô vào thạch lao, dĩ nhiên lão nhân gia không chịu buông tha cô, tam gia có hỏi cũng bằng vô dụng. Tiểu Lĩnh Vu hỏi: Ngươi nói thế thì ta không can thiệp nữa ư? Kim Lan đáp: Tam gia đừng can thiệp là hay. Tiểu Lĩnh Vu hỏi: Không được, vụ này ta chẳng thể làm ngơ, đã mời người đến sao lại bắt giam vào thạch lao? Kim Lan đáp: Tam gia nên biết rằng trong Bách Hoa Sơn Trang này không một ai dám chống lại mệnh lệnh của đại trang chúa. Đột nhiên thị hạ thấp giọng xuống nói tiếp: Dù tam gia được đại trang chúa thương mến, cũng không nên chống đối lão nhân gia. Tiểu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày nói: Ta cũng biết thế, cảm ơn ngươi có lòng chỉ điểm, nhưng vụ này thật vô lý, ta phải hỏi cho biết rõ. Kim Lan nói: Tam gia không sợ. Tiểu Lĩnh Vu ngắt lời: Sợ gì, ta không tin là đại trang chúa chẳng còn một chút đạo lý. Kim Lan khẽ thở dài nói: Tiểu tỷ ở Bách Hoa Sơn Trang từ thuở nhỏ đã tai nghe mắt thấy vô số thảm cảnh kinh tâm động phách, tam gia nhất định hỏi đại trang chúa, tiểu tỷ không dám khuyên can, nhưng xin tam gia cần để ý lắm mới được. Tiểu Lĩnh Vu nói: Ta không sợ, người bất tất phải quan tâm cho ta. Kim Lan buồn rầu xa lệ thở dài nói: Đau thương dễ tránh, ám khí khó nổi đề phòng, tam gia nên coi chừng. Tiểu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi nói: Ta lỡ chân một bước mà hãm mình vào chốn bùn lầy. Đột nhiên bóng người thấp thoáng, Ngọc Lan vội nhảy vào báo: Kim Hoa phu nhân tới đó. Tiểu Lĩnh Vu vội cất cuốn Tam Kỳ Chân Quyết đi. Bên ngoài nhà đã có tiếng cười trong trẻo của Kim Hoa phu nhân vọng vào, rồi mụ hỏi: Tiểu huynh có ở nhà không? Tiểu Lĩnh Vu toan trả lời thì Kim Hoa phu nhân đã lướt tới như cơn gió thoảng. Mụ mắt đảo nhìn quanh rồi ngó Kim Lan, Ngọc Lan nói: Hai cô này đẹp đây, tiểu huynh đệ thật là tốt phước. Hai ả nữ tỳ khom lưng thi lễ nói: Phu nhân nói giỡn rồi, bọn nô tỳ đâu dám thế. Kim Hoa phu nhân nói: Ai giỡn với các ngươi làm chi, ta khen các ngươi đẹp thật đấy. Nhị tỳ biết mụ là khách quý của Bách Hoa Sơn Trang nên không dám cãi lại, chỉ bưng trà và rón rén lui ra. Tiểu Lĩnh Vu đứng dậy nói: Nam nữ hữu biệt, ngồi trong phòng nói chuyện không tiện, chúng ta ra ngoài sảnh đường. Kim Hoa phu nhân ngắt lời: Nam nữ hữu biệt thì sao hai đứa con nhà đầu kia lại ở trong phòng ngủ của tiểu huynh đệ? Tỷ tỷ thấy nơi đây được lắm, vậy ngồi đây nói chuyện hay hơn. Tiểu Lĩnh Vu không sao được liền hỏi: Phu nhân giá lâm có điều chi dạy bảo? Kim Hoa phu nhân hỏi lại: Tiểu huynh đệ đối với tỷ tỷ khách sáo như vậy, thì ra cũng coi tỷ tỷ như người ngoài hay sao? Tiểu Lĩnh Vu không biết trả lời thế nào, đành lặng lặng không nói gì. Kim Hoa phu nhân tủm tỉm cười hỏi: Tiểu huynh đệ, sáng sớm mai tỷ tỷ ước hẹn giao đấu với Trung Nam nhị hiệp, tiểu huynh đệ đã biết chưa? Tiểu Lĩnh Vu gật đầu đáp: Lúc nãy tại hạ đã nghe phu nhân nói. Kim Hoa phu nhân ngắt lời đáp: Dẹp bỏ hai tiếng phu nhân đi. Tiểu Lĩnh Vu hỏi: Vậy tại hạ biết xưng hô cách nào bây giờ? Kim Hoa phu nhân hỏi lại: Ta kêu ngươi bằng tiểu huynh đệ, vậy ngươi kêu ta bằng gì cho phải? Tiểu Lĩnh Vu không muốn kêu bằng tỷ tỷ, chàng chợt động tâm định hỏi ngay chuyện khác: Phải chăng phu nhân muốn tại hạ sớm mai ra ngoài lược trận? Kim Hoa phu nhân cười khanh khách đáp: Không cần đâu, tỷ tỷ tự tin rằng tự mình có thể đối phó được với Trung Nam nhị hiệp. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp: Nhưng trong chiến trận khó mà tránh khỏi lỡ tay thiệt mạng. Tỷ tỷ còn nghe lệnh đại ca và Vũ Văn Hàn Đào cùng Trung Nam nhị hiệp đều mình mang tuyệt kỹ, nhất là lão đại Cát Thiên Nghi sử cây quạt phong hỏa, có dấu ám khí và biến hóa khôn lường, tỷ tỷ cần phải chuẩn bị mới được. Tiểu Lĩnh Vu hỏi: Chẳng hiểu tại hạ có chỗ nào giúp phu nhân được chăng? Kim Hoa phu nhân đáp: Ta không cần tiểu huynh giúp đỡ, mà chỉ cần thu cất dùm báu vật cho. Tiểu Lĩnh Vu hỏi: Báu vật gì vậy? Kim Hoa phu nhân đáp: Bức họa Ngọc Tiên Tử. Tiểu Lĩnh Vu ngơ ngác hỏi: Cái đó? Kim Hoa phu nhân ngắt lời: Không cái đó, cái kia gì nữa. Chính miệng Thẩm Mộc Phong đã nói ra bức họa Ngọc Tiên Tử thuộc quyền sở hữu của tỷ tỷ. Ngày mai tỷ tỷ ra trận mà bất hạnh thiệt mạng thì bức họa này tỷ tỷ để lại cho tiểu huynh đệ. Tiểu Lĩnh Vu nghĩ thầm: Sao mụ không đem bức họa cho Thẩm Mộc Phong giữ dùm mà lại đưa cho ta cầm? Lại nghe Kim Hoa phu nhân nói tiếp: Chẳng giấu gì tiểu huynh đệ, hai vị Lệnh Nghĩa huynh cùng Vũ Văn Hàn Đào đều là những người không đủ tín nhiệm. Tỷ tỷ nhầm đi nhầm lại, chỉ mình tiểu huynh đệ là người đáng tin cậy mà thôi. Tiểu Lĩnh Vu đáp: Cái đó chưa chắc. Kim Hoa phu nhân cười nói: Dù tiểu huynh đệ không chịu trả lại, ta cũng không cần. Mụ thò tay vào bọc lấy bức họa Ngọc Tiên Tử ra nói: Tiểu huynh đệ,
ngươi mở ra xem bức họa này chân hay giả. Tiểu lĩnh vù nói ngay, dĩ nhiên là thật, bất tất phải coi nữa. Kim Hoa phu nhân đáp, nếu tiểu huynh đệ cất đi dùm, sáng sớm mai cuộc ác chiến mà tỷ tỷ không chết sẽ trở về lấy bức họa. Tiểu lĩnh vù đáp, đã thế thì tại hạ cung kính chẳng gì bằng tuân lệnh. Kim Hoa phu nhân mở mắt nhìn quanh một lượt rồi đột nhiên hỏi, mấy ả tiểu tỷ kia phải chăng của Thẩm Mộc Phong giao cho tiểu huynh đệ? Tiểu lĩnh vù đáp, chúng là người trong Bách Hoa Sơn Trang, trước nay vẫn hầu khách ở Lan Hoa Tịnh Xá này. Kim Hoa phu nhân hừ một tiếng ngắt lời, nhưng tiểu huynh đệ mới gia nhập Bách Hoa Sơn Trang chưa được bao lâu. Tiểu lĩnh vù giật mình kinh hãi nghĩ thầm, Kim Hoa phu nhân quả là người không thể coi thường, luật lệ Bách Hoa Sơn Trang cực kỳ nghiêm ngặt, chắc không ai câu kết mụ mà sao mụ cũng biết. Chàng liền hỏi lại, sao phu nhân biết thế? Kim Hoa phu nhân đáp, ta cứ lấy hai việc mà đoán là biết ngay. Tiểu lĩnh vù rất lấy làm kỳ hỏi, hai việc gì? Kim Hoa phu nhân nói, việc thứ nhất là lộ số võ công của tiêu huynh đệ ta đã coi rồi. Tuy ta chưa hiểu võ công của Thẩm Mộc Phong, nhưng cứ coi Chu Triệu Long cùng bọn thuộc hạ quý trang thì võ công của tiểu huynh đệ do một nguồn gốc khác chứ không giống họ. Tiểu lĩnh vù nói, anh em tại hạ không phải cùng một thầy nên võ công có chỗ sai biệt. Kim Hoa phu nhân cười nói, còn một việc nữa tiểu huynh đệ không thể chối cãi được. Tiểu lĩnh vù hỏi, điều gì? Kim Hoa phu nhân đáp, vạn vật tụ họp với nhau ở chỗ đồng loại. Thẩm Mộc Phong thâm trầm, Chu Triệu Long xảo trá, nhưng tiểu huynh đệ chẳng thâm trầm cũng không xảo trá thì không phải đồng loại với họ. Nếu tiểu huynh đệ ở Bách Hoa Sơn Trang lâu ngày mà tình hình không thay đổi, cho dù Thẩm Mộc Phong chẳng giết tiểu huynh đệ cũng thi hành thủ đoạn vào người tiểu huynh đệ để kiềm chế chứ không được yên lành. Tiểu lĩnh vù nghe mụ nói không khỏi run lên, lộ vẻ trầm ngâm. Kim Hoa phu nhân cười khanh khách nói tiếp, nhưng tiểu huynh đệ cứ yên tâm, hiện nay là lúc đang cần người thì dù Thẩm Mộc Phong có muốn giết tiểu huynh đệ cũng chưa hạ thủ ngay được đâu. Đột nhiên mụ hạ thấp giọng xuống nói, nhưng tiểu huynh đệ cần lưu tâm đến hai tên tiểu tỷ. Tiểu lĩnh vù ngắt lời, tại sao y lại muốn giết tại hạ? Kim Hoa phu nhân đáp, bữa nay trong quan nhà danh, tiểu huynh đệ bề ngoài đi với Bách Hoa Sơn Trang, bề trong ngấm ngầm giúp Vân Dương Tử cứu mạng cho Vô Vi đạo trưởng. Vụ này tỷ tỷ còn rõ, huống chi Vũ Văn Hàn Đào và Chu Triệu Long, có lý nào họ không biết được? Dĩ nhiên tỷ tỷ phải gánh lấy phần trách nhiệm mà đưa thuốc giải thật cho Vô Vi đạo trưởng. Tiểu lĩnh vù chấn động tâm thần, nhưng bề ngoài chàng giữ vẻ thản nhiên nói, con người võ lâm giữ tín nghĩa làm cốt, người ta đã giao sách tranh thật để đổ lấy thuốc giải, có lý đâu chúng ta lại đưa thuốc giả cho họ. Dù Thẩm đại ca có biết vậy, chưa chắc đã phiền trách tại hạ. Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi, còn việc lưu tâm hai ả nữ tỳ thì tại hạ không hiểu, chẳng lẽ chúng dám mưu chuyện ám toán tại hạ? Kim Hoa phu nhân cười đáp, tiểu huynh đệ là người chân thật, bất cứ ai cũng chẳng đề phòng. Bôn tẩu giang hồ mà thực thà như vậy thì nguy hiểm lắm đó. Dĩ nhiên hai ả nữ tỳ không dám giết tiểu huynh đệ, nhưng chẳng lẽ Thẩm Mộc Phong cũng không dám ra hại? Đột nhiên mụ im tiếng lắng tai nghe, rồi xoay mình nhảy ra ngoài. Lát sau mụ trở vào nói tiếp, nếu tỷ tỷ đoán không lầm thì hai con nha đầu sẽ đem những hành động ôn nhu để mua lấy lòng tín nhiệm của huynh đệ, khiến huynh đệ không sinh lòng ngờ vực. Tiểu lĩnh vù bụng bảo dạ, câu này mụ nói đúng, hai con nha đầu kia quả có như vậy. Kim Hoa phu nhân lại nói tiếp, Thẩm Mộc Phong đã có hai tên nội gián được tiểu huynh đệ tin yêu kề cận bên mình thì tiểu huynh đệ đã khó nỗi đề phòng cho xiết được. Tỷ tỷ chuyên xử bách độc, nếu một ngày kia Thẩm Mộc Phong phát giác ra tiểu huynh đệ là người kiệt ngạo không dụ dỗ được, hoặc phát giác ra tiểu huynh đệ là người đoan chính không hòa mình vào chỗ nhơ nhớp với họ, thì bất cứ lúc nào hai tên thị tỷ đều có thể pha thuốc độc mạn tính vào cơm nước để kiềm chế tiểu huynh đệ phải tuân theo mệnh lệnh. Tiểu lĩnh vù nhớ tới ả nữ tỳ Hà Hoa phải vâng lệnh Thẩm Mộc Phong tự tay chặt cụt tay một cách tàn khốc thì lòng chàng không khỏi nôn nao nghĩ thầm. Quả có thế thật, nếu mình không hòa mình nhơ nhớp với bọn Thẩm Mộc Phong thì hắn có thể chẳng nghĩ đến tình kết nghĩa gì nữa mà hạ độc với người mình. Kim Hoa phu nhân lại nói tiếp, khi ấy tiểu huynh đệ có hối hận cũng đã chậm mất rồi, đó là lời chân thành của tỷ tỷ, tiểu huynh đệ cần nghĩ kỹ, hay hơn hết là nên rời xa hại ả thị tỷ. Đột nhiên mụ giơ tay lên rút cành ngọc châm cài đầu ra nói tiếp, cành ngọc châm này bằng hàn ngọc ở Thiên Sơn, cứ mang nó trong mình mà không những tránh được chướng khí mà còn thử được bách độc. Khi ăn cơm uống trà, trước hết dùng cành châm để vào cơm nước, nếu có chất độc là ngọc châm biến thành sắc đen thẫm. Tiểu lĩnh vù nói,
Vật này chân quý như vậy, khi nào tại hạ dám... Kim Hoa phu nhân cười ngắt lời. Đây là câu chuyện quan hệ đến mối an nguy cùng sinh mạng của tiểu huynh đệ, lẽ nào tỷ tỷ không quan tâm được? Vậy tiểu huynh đệ thu lấy ngay đi. Tiểu lĩnh vù từ từ đưa tay ra đón Ngọc Trâm nói. Phu nhân đã ban cho, tại hạ khước từ là vô lễ, mà nhận thì không khỏi hổ thẹn, tại hạ rất lấy làm áy náy. Kim Hoa phu nhân nói. Tiểu huynh đệ cứ biết cho tỷ tỷ hết lòng thương yêu là đủ. Mộ từ từ đứng lên nói tiếp. Tỷ tỷ không quấy nhiễu nữa, vậy xin cáo từ. Mụ trở gót đi ra. Tiểu lĩnh vù cảm thấy bâng khuâng trong dạ, toàn kêu mụ lại để ngỏ mấy lời cảm kích, nhưng chàng lại cảm thấy khó bề mở miệng, đành im tiếng. Dấn mình vào giữa chốn giang hồ đầy xảo trá, tiểu lĩnh vù không biết đi đâu về đâu. Chàng ngấm ngầm cảm thấy chính mình là một yếu tố chế tạo nên kiếp vận này. Bỗng nghe tiếng đằng hắng lọt vào tai, tiểu lĩnh vù ngoảnh đầu trông ra, đã thấy Thẩm Mộc Phong hai tay chắp để sau lưng đứng tựa cửa. Chàng không khỏi chấn động tâm thần, chắp tay xá dài nói. Không biết đại ca giá lâm, tiểu đệ không kịp nghênh tiếp. Thẩm Mộc Phong tủm tỉm ngắt lời. Tam đệ có nhiều tâm sự, thành ra tai mắt không được linh mẫn. Hắn thủng thẳng bước tới hai bước, ngồi xuống hỏi. Có phải Kim Hoa phu nhân đã tới đây không? Tiểu lĩnh vù đáp. Phu nhân vừa mới đi khỏi, đại ca đến sớm một chút thì đã gặp. Thẩm Mộc Phong nói. Cái đó cũng không cần. Nụ cười trên môi hắn biến mất, thay vào bằng vẻ nghiêm khắc. Tiểu lĩnh vù nghĩ thầm, hỏng bét, không chừng Ngọc Lan Kim Lan đúng là người hắn phái đến giám thị mình. Chắc hay ả đứng trong bóng tối nghe trộm, rồi đem những lời Kim Hoa phu nhân cáo tố với hắn. Thẩm Mộc Phong thở dài hỏi, Tam đệ đang nghe câu chuyện người Miêu Cương nuôi độc vật chưa? Tiểu lĩnh vù đáp, cái đó tiểu đệ đã được nghe qua. Nguyên khi chàng ở Tam Thính Cốc từng được nghe Trang Sơn Bối kể những kỳ tích trên chốn giang hồ. Việc người mèo nuôi độc vật, Trang Sơn Bối cũng tường thuật rất cặn kẽ. Thẩm Mộc Phong thùng thẳng nói, Tam đệ có biết Kim Hoa phu nhân là tay danh thủ về nuôi độc vật duy nhất hiện nay không? Tiểu lĩnh vù giật mình kinh hãi đáp, cái đó tiểu đệ không được hiểu rõ. Thẩm Mộc Phong nói, những người hạ độc phần lớn đều cho vào cơm nước, nhưng Kim Hoa phu nhân lại có thể truyền độc ngay vào da người cũng được. Hỡi ôi! Tiểu huynh quên chưa cho tam đệ hay. Tiểu lĩnh vù tưởng chừng bị người giáng một thoi quyền vào ngực rất nặng, tâm thần chàng sao xuyến, hồi lâu mới dần dần chấn tỉnh lại hỏi. Kim Hoa phu nhân đã cùng đại ca bắt tay hợp tác mưu đồ đại sự, chẳng lẽ còn hạ độc vào mình tiểu đệ? Thẩm Mộc Phong đáp, tiểu huynh không hiểu gì về điểm này nên không thể coi ra được. Chỉ mấy bữa nữa, tiểu huynh có một ông bạn tinh thông y đạo tới đây, bất luận chất độc gì, y cũng biết hết. Y đã đến ở Miêu Cương 10 năm học cách giải độc. Đành nhờ y đến coi cho mới biết tam đệ có bị trúng độc hay không. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Trước khi vị thần y đó tới đây, tam đệ nên cẩn thận, tiểu huynh cáo từ thôi. Dứt lời hắn trở gót đi ngay. Tiểu lĩnh vù vội gọi, đại ca hãy trở bước. Thẩm Mộc Phong quay lại cười hỏi, tam đệ còn việc gì nữa? Tiểu lĩnh vù đáp, vừa rồi Kim Hoa phu nhân tới đây, có giao bức họa Ngọc Tiên Tử cho tiểu đệ giữ hộ y. Trên môi Thẩm Mộc Phong thoáng lộ một nụ cười nham hiểm, nhưng hắn trở lại vẻ thản nhiên ngay, chậm rãi hỏi, tại sao phu nhân lại gửi tam đệ giữ dùm? Tiểu lĩnh vù đáp, phu nhân nói sáng mai sẽ cùng Trung Nam Nhi Hiệp quyết chiến, sinh tử thế nào chưa biết, nên tạm thời giao bức họa cho tiểu đệ giữ dùm. Nếu sáng mai mà phu nhân thắng được Trung Nam Nhị Hiệp sẽ trở lại lấy tranh, bằng bất hạnh uổng mạng về tay Trung Nam Nhị Hiệp thì bức tranh đó phu nhân tặng cho tiểu đệ. Thẩm Mộc Phong nói, nếu vậy tam đệ cất đi cho phu nhân, chờ sáng mai phu nhân phó ước xuống trở về sẽ trao trả. Hắn vừa tung vừa hứng, thoái để mà tiến, câu nào cũng làm xúc động đến tình cảm của Tiêu Lĩnh Vu, khiến cho chàng, một người bơ ngỡ mới bước chân vào chốn giang hồ, tự sa vào cạm bẫy. Quả nhiên, Tiêu Lĩnh Vu trúng vào kế, tha ra để bắt. Chàng không nhịn được nói, bức họa hiện ở nơi tiểu đệ, đại ca thử coi xem. Thẩm Mộc Phong nói, nhà thần họa thời Thiên Đạo chỉ để lại trên thế gian có một bức này. Chỉ để lại trên thế gian có một bức này là hoàn toàn. Tiểu huynh tuy đã được coi bức tàn đồ chúng kinh phong nguyệt mà chưa được coi tranh Ngọc Tiên Tử. Nếu tiện thì tam đệ cho tiểu huynh coi. Tiểu lĩnh vù tay cầm bức Ngọc Tiên Tử đem lại nói, xin đại ca thưởng lãm. Thẩm Mộc Phong đón lấy bức họa nói, tiểu huynh trước muốn tam đệ gạt Kim Hoa phu nhân lấy bức họa này, nhưng nghĩ tới phu nhân thiện nghề hạ độc nên trong lòng rất áy náy, mới tới đây nhắc tam đệ cẩn thận.
Không ngờ phu nhân lại tới đây trước và đưa cho tam đệ giữ họa đồ thì chúng ta có thể chiếm cứ được. Tiểu huynh coi xong sáng sớm mai sẽ phái người đem trả cho tam đệ. Tiểu lĩnh vù ngơ ngác hỏi, đại ca muốn đem bức họa về Vọng Hoa lâu hay sao? Thẩm Mộc Phong cười đáp, nghe nói bức ngọc tiên tử tinh xảo đoạt quyền tạo hóa. Tiểu huynh ngồi coi mà vạn nhất Kim Hoa phu nhân trở lại thì có điều bất tiện. Dứt lời hắn từ từ cất bước ra khỏi căn phòng. Tiểu lĩnh vù chợt động tâm cơ nói, đại ca đem bức họa đi rồi, vạn nhất phu nhân trở lại hỏi tới thì tiểu đệ khó trả lời y, chi bằng tiểu đệ tạm ra ngoài trang lánh mặt. Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một chút rồi nói, hiện giờ bên ngoài Bách Hoa Sơn Trang tình trạng rất nguy biến, vậy tam đệ ẩn lánh ngay trong trang này cũng được. Tiểu lĩnh vù đáp, tiểu đệ tự có cách đề phòng, đại ca bất tất phải quan tâm. Chàng vốn là người thông minh khác thường, sau khi giao bức họa ngọc tiên tử rồi, chàng tự biết mình sa vào cạm bẫy. Họa đồ lọt vào tay Thẩm Mộc Phong rồi, khó mà lấy lại ngay được. Chàng nghĩ tới chuyện đã kết đệ huynh mà còn phải tính chuyện giả trá thì trong lòng rất đỗi không yên. Trước tình trạng này, chàng không nghĩ ra được cách gì, chỉ có đường kiếm Trung Châu Nhị Cổ để tìm biện pháp. Thẩm Mộc Phong gật đầu nói, nếu tam đệ ra ngoài trang lánh mặt thì cần để ý phòng ngừa, tam đệ đi chóng rồi về kẻo tiểu huynh trông đợi. Tiểu lĩnh vù nói, tiểu đệ nhớ rồi. Đưa chân Thẩm Mộc Phong rời khỏi Lan Hoa Tịnh Xá, chàng trở về phòng thu cất cuốn Tam Kỳ Chân Quyết rồi ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang, đi thẳng về phía chính bắc. Chàng bỏ đường lớn, rẽ vào khu đồng ruộng rồi thi triển khinh công chạy nhanh như bay. Tiểu lĩnh vù còn nhớ lăng máng phương hướng tỏa phá miếu mà chàng đã cùng Trung Châu Nhị Cổ đấu với chàng. Nhận được hướng, chàng chạy thật nhanh một hồi. Dưới ánh tịch dương phản chiếu, chàng đã nhìn thấy tỏa phá miếu ở phía trước. Đây là những nơi rất hoang lương, chung quanh tòa phá miếu mọc đầy những cây phức tạp cùng cỏ dại. Tiểu lĩnh vu ẩn mình bên gốc cây lớn, chàng ngó lại phía sau hồi lâu không thấy người theo dõi, liền đề tụ chân khí thi triển môn khinh công bát bộ cân thiềm, nhảy vọt luôn mấy cái qua bức tường vây tiến vào trong miếu. Chàng xuyên qua hai cổng đến thẳng phía sau đại điện. Tiểu lĩnh vu coi lại cảnh vật còn y nguyên giữa đám loạn thảo và khu đất trống chừng 3-4 trượng vuông. Tiểu lĩnh vu coi cảnh vật hợp với trí nhớ, chàng nhận định phương hướng đi thẳng tới căn phòng ở phía chính đông. Cửa xương phòng đã hủy nát, dưới đất đầy cát bụi, hai bên tả hữu đặt hai cỗ quan tài. Tiểu lĩnh vu nhớ rõ lời dặn của Thương Bát, nếu gặp biến cố giang hồ khó bề liên lạc thì cứ đến tòa sơn phòng này dòm vào cỗ quan tài ở mé nam là thấy báo cáo của y. Mấy bữa nay chàng không thấy Trung Châu Nhị Cổ để lại ám khí liên lạc. Một đêm mấy lần xảy biến cố và chàng càng ngày càng lâm vào tình thế nguy hiểm. Chàng đành đến tòa phá miếu này để tìm kiếm xem Trung Châu Nhị Cổ có để thư tín gì lại không. Tiểu lĩnh vu quan sát rất mau một lượt trong nhà rồi tiến lại trước cỗ quan tài mé nam. Chàng ngấm ngầm vận nội lực nhẹ nhàng đẩy tấm nắp quan tài. Một tiếng kẹt vang lên, nắp quan tài mở ra liền. Tiểu lĩnh vu cúi đầu ngó xuống, bất giác chàng ngẩn người ra. Trong quan tài có giải đệm gấm, một người nằm trên đệm, toàn thân che phủ bằng tấm chăn đơn, không nhìn rõ diện mạo cùng quần áo. Nhưng thân thể người này bé nhỏ, nếu không phải là con gái thì cũng là đồng tử mười mấy tuổi. Tòa cổ miếu hoang vu rột nát, xương phòng lạnh lẽo, âm thầm. Trong quan tài lại có tử thi, tiểu lĩnh vu dù lớn mật đến đâu cũng không khỏi khiếp sợ. Chống ngực đánh hơn chống làng, sau một lúc lâu chàng mới trấn tĩnh lại được. Tiểu lĩnh vu cúi xuống ngửi thì không phải là mùi xác chết. Chàng lẩm bẩm, người này da thịt rửa hết rồi, nếu không thì vừa mới chết. Chàng toan thò tay mở tấm chăn ra coi, nhưng đột nhiên động tâm liền dừng lại nghĩ thầm. Nếu đây là tử thi của phụ nữ mà mình làm thế thì quá đường đột. Mình đến đây mục đích để tìm lưu thư của Trung Châu Nhị Cổ. Không thấy thư cũng không nên kinh động đến xác chết trong quan tài. Tiểu lĩnh vu chuyển động mục quang, bỗng chàng ngó thấy một góc giấy hoa tiêu hở ra ngoài tấm chăn trắng thì trong lòng vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Chàng thò tay vào trong quan tài, ngón tay chưa đụng vào mảnh giấy, đột nhiên có thanh âm lạnh như băng lọt vào tai. Đừng đụng vào y. Thanh âm tuy không lớn nhưng lạnh lẽo vô cùng, khiến cho tiểu lĩnh vu bỏ vía, lông tóc dựng đứng lên cả. Bất giác chàng lùi lại hai bước. Tiểu lĩnh vu ngừng đầu trông ra thì thấy một đại hán gầy đét, toàn thân mặc đồ đen đứng ở ngoài cửa. Quái nhân dường như cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào tiểu lĩnh vu. Người này lần đến không một tiếng động, tai mắt tiểu lĩnh vu linh mẫn là thế mà cũng không biết hắn đứng ở cửa từ hồi nào. Tiểu lĩnh vu vừa định thần lại một chút
Chàng ngấm ngầm để tụ chân khí phòng vệ rồi cất tiếng hỏi: "Thi thể trong quan tài này là ai vậy?" Quái nhân đột nhiên tiến vào một bước đáp: "Ngươi không được can thiệp." Thanh âm cực kỳ lạnh lẽo. Tiểu Lĩnh Vũ thấy quái nhân khoa chân cất bước còn cách 7-8 bước mà người hắn đã đến chân quan tài. Tiểu Lĩnh Vũ nghĩ thầm: "Không hỏi người chết được thì phải hỏi người sống chứ." Chàng chắp tay hỏi: "Cao tính đại danh huynh đài là gì?" Quái nhân áo đen đột nhiên tiến về phía trước một bước, người đã tới đầu quan tài. Hắn phất tay một cái đậy nắp quan tài lại. Lúc này Tiêu Lĩnh Vũ rất bình tĩnh. Chàng chăm chú ngó quái nhân áo đen lớn tiếng: "Các hạ mà còn tiến thêm một bước nữa thì đừng trách tại hạ vô lễ." Quái nhân áo đen buông tiếng cười rộ đáp: "Đáng tiếc là ngươi đã mất cơ hội kiềm chế ta rồi." Tiêu Lĩnh Vũ ngơ ngác hỏi: "Chúng ta chưa từng động thủ, khó mà tiên liệu được ai thắng ai bại, thì sao tại hạ đã mất cơ hội?" Quái nhân áo đen ngắt lời: "Ngươi mà chưa rời xa chỗ quan tài này thì dù ta có tài đánh ngươi một đòn chết tươi cũng không dám hạ thủ." Tiểu Lĩnh Vũ tự hỏi: "Cỗ quan tài đó có gì trọng yếu? Trọng yếu tưởng chỉ ở nơi người nằm trong quan tài, chẳng lẽ người đó chưa chết?" Trong lòng trăm mối nghi ngờ, chàng không tìm ra được manh mối. Lại nghe quái nhân áo đen cất tiếng lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn tự mình động thủ hay bắt ta phải ra tay?" Tiểu Lĩnh Vũ hỏi lại: "Động thủ thế nào tại hạ không hiểu." Người áo đen đáp: "Nếu ngươi tự mình động thủ thì ta cho ngươi mượn thanh độc đao. Trên đao bôi chất kịch độc, hễ đụng vào máu là sưng lên lập tức. Ngươi tùy tiện muốn đâm chỗ nào trong người cũng có thể chết ngay lập tức, mà như vậy mới được an toàn thi thể." Tiểu Lĩnh Vũ cố nén lửa giận không để bốc lên. Chàng cười mát hỏi: "Nếu để cho các hạ động thủ thì sao?" Quái nhân áo đen đáp: "Nếu vậy thì ngươi phải chịu cực kỳ đau khổ. Ta muốn bắt sống ngươi, rồi mỗi ngày đâm mấy dao, đến ngày thứ 7 ngươi mới chết được. Cái tội này dù là người xương đồng da sắt cũng không sao chịu nổi." Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: "Tại hạ không muốn tự mình động thủ mà cũng không muốn để các hạ ra tay thì nên làm thế nào?" Quái nhân áo đen thoáng lộ vẻ vui mừng nói: "Ta sẽ có biện pháp, ngươi quả là người thông minh rất mực." Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: "Biện pháp gì?" Người áo đen đáp: "Ta coi thái độ ngươi thì dường như bản lãnh ngươi khá cao cường." Tiểu Lĩnh Vũ hững hờ hỏi lại: "Võ công ư, tại hạ có biết đôi chút." Người áo đen nói: "Người nào võ công càng cao thâm thì hiệu quả càng nhiều." Tiểu Lĩnh Vũ ngơ ngác không hiểu gì, chàng lớn tiếng: "Các hạ nói nhăng quậy gì thế, tại hạ làm sao mà hiểu được?" Người áo đen nói: "Mỗi ngày ta cho ngươi một thứ rất tốt, nếu ngươi chịu hợp tác với ta thì nhất định ta không sát hại ngươi, ngươi tính thế nào?" Tiểu Lĩnh Vũ hỏi lại: "Các hạ bảo sao?" Người áo đen đột nhiên biến thành tính nhẫn nại cười đáp: "Ta đã đi nhiều nơi lắm mà chưa gặp được nhân vật nào như ngươi. Nếu ngươi chịu giúp đỡ thì nhất định tiểu nữ có cơ hội sống." Tiểu Lĩnh Vũ cười nói: "Nếu là việc cứu người thì tại hạ rất muốn tận tâm kiệt lực. Vậy các hạ nói nghe muốn tại hạ giúp bằng cách nào?" Người áo đen đáp: "Tiểu nữ mắc phải tuyệt chứng, y chính là người nằm trong quan tài, ngươi vừa trông thấy rồi đó." Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: "Cô nương còn sống không?" Người áo đen gật đầu đáp: "Bệnh thế mà phát tác thì nhất định y phải chết. Ta phải điểm huyệt y mấy chỗ để giữ chút nguyên khí tối hậu khỏi phân tán. Làm như vậy là để bảo vệ tâm mạch, rồi sau sẽ tìm cách điều trị cho y. Mỗi lần làm thế này, y đều sống lại được." Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: "Có chuyện đó ư? Nếu vậy thì y đạo của các hạ thật là đến trình độ cao thâm khôn lường." Người áo đen nói: "Không phải lão phu dám khoe khoang, nhưng lão phu dám nói trên thế gian này hiện nay khó mà tìm được người thứ ba nào tinh thâm y thuật hơn lão phu." Tiểu Lĩnh Vũ nhìn kỹ lại người áo đen thì thấy da mặt hắn cứng nhắc, trừ cả mắt chuyển động và cái miệng biết nói năng, còn ngoài ra hắn không còn chỗ nào giống người sống. Chàng nghĩ thầm: "Con người hình dung cổ quái này lại khoe y đạo tuyệt thế. Nếu đúng sự thực thì hợp với câu người ta thường nói, chân nhân không được bản tướng." Lại nghe người áo đen nói tiếp: "Lão phu tới đây mục đích để tìm người bạn thân, nhưng bệnh thế của tiểu nữ phát tác một cách đột ngột. Lão phu bất đắc dĩ phải tạm đình lại trong tòa cổ miếu này để tìm cách cứu mạng cho tiểu nữ đã, rồi sẽ đi kiếm bạn sau." Tiểu Lĩnh Vũ nóng ruột hỏi: "Phương pháp cứu lệnh ái thế nào? Các hạ nói hàng nửa ngày mà tài hạ vẫn chưa hiểu rõ. Về y đạo tài hạ thật chẳng hiểu gì." Người áo đen nói: "Cái đó người bất tất phải quan tâm, chỉ cần ngươi nhận lời cứu trợ nữa là xong." Tiểu Lĩnh Vũ nói: "Được rồi, tài hạ đã ưng chịu." Người áo đen cả mừng nói: "Thế thì tốt lắm."
Đột nhiên lão thò tay lấy ra một cái chén ngọc và một chiếc thiết quản bé nhỏ mà sắc bén đưa cho Tiêu Lĩnh Vũ nói tiếp: "Trước hết, người hãy thích cho một chén máu này để lão phu coi huyết sắc xem có thể dùng được không." Tiêu Lĩnh Vũ ngơ ngẩn hỏi lại: "Lấy một chén máu đầy ư?" Người áo đen hỏi lại: "Sao, người đã hứa lời rồi, bây giờ còn hối hận gì chăng?" Tiêu Lĩnh Vũ nghĩ thầm trong bụng: "Phải rồi, mình đã hứa lời với lão thật." Chàng cầm ống sắt nhỏ sắc bén trong tay, giơ lên coi thấy dường như không bôi thuốc độc. Chàng liền đáp: "Nếu quả là lệnh ái cần một chén máu để cứu trị thì Tiêu mỗ có tiếc gì." Chàng sọc ống sắt vào cánh tay trái, quả nhiên máu tươi do ống thiết quản chảy ra chỉ trong khoảnh khắc đã được lưng chén. Người áo đen lớn tiếng hô: "Được rồi, không cần lấy thêm nữa." Tiêu Lĩnh Vũ vụt bỏ ống sắt ra, cầm chén máu đưa cho người áo đen. Người áo đen đón lấy chén máu, giơ lên cao nhìn kỹ một lúc rồi thò đầu lưỡi vào nếm. Đột nhiên lão cười nói: "Máu tốt lắm, máu tốt lắm."